nhìn thấy những con thú lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Cô sững sờ, mẹ ơi, lâu rồi mẹ không tìm con, nhớ mẹ quá. Tiểu tứ liền chen vào cạnh con đại bàng, nghênh ngang đứng trên cái giá vàng. Đồ nhóc con từ đâu ra thế? Cút đi. Chào bác. Bác có thể cho cháu thử đứng ở giữa được không? Cháu đứng một chút rồi trả lại cho bác ngay. Cút đi. Không ta mổ mày bây giờ. Cháu chỉ muốn đứng ở giữa một lát thôi mà. Sao bác lại muốn giết cháu? Cháu đâu có bắt nạt bác. Sao bác lại bắt nạt cháu? Bác chẳng tốt chút nào cả. Bác là một con đại bàng xấu xa, dám bắt nạt cháu của ta. A Tam không nói gì, nhưng đã lao về phía con đại bàng. Cái gì? Dám đánh con nó ư? A Tam quay lại đây, thái cách. Rõ ràng là con trai mày đến chiếm chỗ cái giá bằng này của tao. Chúng mày thật vô lý. Đồ đàn bà chanh chua, mày còn nói nữa. Hôm nay bà không mổ sạch lông của mày không được. Nếu không thì có phụ cái danh đàn bà chanh chua. A Tam đuổi theo không tha, tốc độ bay của nó không thua kém đại bàng là mấy. Mổ tới. Thái cách, mày quay lại đây, đừng đuổi theo nữa. Đừng làm người ta bị thương, không thì tối nay không cho mày ăn ngon đâu. Thái cách không dám đuổi theo nữa. Chú Thái cách, vừa rồi chú biểu diễn hay quá. Xin lỗi nhé, đứa trẻ này hơi nghịch ngợm, không làm bà sợ chứ. Rõ ràng là con đại bàng đó. Kêu kiệt quá, cháu chỉ muốn đứng tí thôi mà. Có định cướp chỗ của nó đâu. Nó còn không cho cháu chơi nữa. Cháu chẳng thích nó chút nào. Nhưng Phượng Hoa lại không giận, ngược lại còn nhìn Tiểu Tứ đầy hứng thú, mỉm cười nói, không sao đâu, cũng là dũng giả làm không đúng, không nên bắt nạt trẻ con. Đúng đúng đúng, bà nói chí phải. Một con đại bàng, to đúng như vậy, không nên bắt nạt trẻ nhỏ như cháu. Đồ mặt dày, đã gần trưởng thành rồi, vậy mà còn giả vờ làm trẻ con. Giao Giao, con có biết không, con là người điều thú có thiên phú nhất mà ta từng thấy. Ngay cả ở Bích Lạc Quốc, đức thân quan chỉ dạy và khai tâm, cũng chưa từng có ai có thể giao tiếp với chúng chân chu như vậy. Nhưng con làm được. Hơn nữa, con còn có thể giấu chúng trong người. Dù ta không biết con làm thế nào, nhưng con chắc chắn là người điều thú giỏi nhất Bích Lạc Quốc. Giao Giao hơi ngượng, cô đề nghị mình không giỏi như Phượng Phượng Hoa nói. Hay nói cách khác, trên đường đi cô đã nghĩ cách điều thú của mình có vẻ không giống với cách của Bích Lạc Quốc. Mẹ ơi, hôm nay mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con đưa em đi ăn. Vội vàng đến thăm mẹ. Em vẫn còn đói. Giao Giao, khả năng giấu động vật của con, trước đây mẹ chưa từng nghe hay gặp qua, nhưng mẹ tin đây chắc chắn là sức mạnh của tổ tiên. Con đừng nói với ai nhé, kể cả cha con. Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và em gái thật tốt, tuyệt đối không để ai làm tổn thương em nữa. Mẹ, vậy mẹ cũng phải mau khỏe lại nhé. Được, ta chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Chú Thái Cách, đừng khiêm tốn nữa. Chú là con hổ to lớn tuyệt vời nhất. Giao Giao, con đã gặp Đại Vương Phi rồi phải không? Bệnh tình của bà ấy thế nào? Thực ra bệnh của Đại Vương Phi không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là sẽ khỏe thôi. Vậy thì tốt. Hôm nay con có gặp bệ hạ không? Không, không cần quan tâm đến ông ta. Mặt khác, bệ hạ, đây là thư do Nghiêm Lý gửi đến. Sau khi đọc nội dung bức thư, Lưu Vân Cẩm lập tức mừng rỡ. Thằng nhóc tiểu thất này thật sự đã tìm được tiểu bác rồi. Con gái ta đã về rồi. Rất nhanh, Lưu Vân Cẩm đã đến chỗ Vương Phi. Người đâu? Tiểu bác của ta đâu rồi? Tiểu gia đang nghỉ ngơi trong Hồng Lĩnh Quán. Vì vậy Lưu Vân Cẩm bước nhanh về phía Hồng Lĩnh Quán. Lưu Vân Cẩm cảm thấy màu sắc này rất hợp với con gái út. Bệ hạ, mặc dù ông ta nên được coi là người của Lưu Vân Vô Song, nhưng dù sao Lưu Vân Cẩm cũng là một quốc vương, lại còn là cha của Lưu Vân Vô Song, càng không thể mất phép tắc. Lưu Vân Cẩm liếc nhìn hắn, nhận ra là vị võ tướng bên cạnh con trai út của mình, nhận được ở Thiên Tông 5 năm trước, cũng không để tâm lắm. Hắn bây giờ đang xoay người trên ba người phụ nữ, rồi khóa chặt mục tiêu. Tiểu bác, ta là cha con đây. Đối với một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện như vậy, tất nhiên khiến người ta cảnh giác. Ngài, ngài là cha của Lưu Vân Vô Song. Lưu Vân Cẩm rất tổn thương. Con gái cưng của ông sao có thể nói ông là cha của Lưu Vân Vô Song chứ? Mặc dù nói vậy cũng không sai, nhưng cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng yêu của ông, sao lại không cần người cha già này nữa? Tiểu bác, ta cũng là cha con mà. Các người là ai? Sao cũng ở trong tầm cung của con vậy? Phụ hoàng, những người này cũng là do ngươi đưa về à? Đương nhiên phải đưa họ về rồi. Dù sao họ cũng là người nhà của em gái, con không thể nhìn Giao Giao và phò mã của nó xa cách được. Chuyện như vậy, con làm sao làm được chứ? Phò mã, Lưu Vân Cẩm bị sốc nặng. Không được không được, tên này trông xấu xí quá, hoàn toàn không xứng với Giao Giao nhà ta. Những người khác trong kỳ gia nghe vậy liền không đồng ý. Con trai ta dù có xấu, cũng còn đẹp trai hơn ông. Hơn nữa Giao Giao thích nhiều như nó đấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chắc chắn là Giao Giao còn quá nhỏ nên mới bị thằng nhóc này lừa. Ta sẽ không để nó tùy tiện gả cho một kẻ không rõ lai lịch như vậy đâu. Giờ Giao Giao đã về rồi, ta sẽ tìm cho nó một người tốt hơn. Giao Giao, cha rất nhớ con. Những năm qua con đã chịu khổ rồi, ta không muốn đổi chồng đâu. Ta thấy chồng ta là người đẹp trai nhất thiên hạ đấy. Cha, cút đi, đừng gọi ta là cha. Dù ngươi có gọi cũng vô ích, ta sẽ không công nhận ngươi đâu. Ta nhất định sẽ tìm cách đuổi ngươi đi. Nhìn lại mình đi, ngươi là cái thá gì? Ngươi lấy gì mà cưới Giao Giao nhà ta? Nhạc phụ, con và Giao Giao đã thành thân rồi. Tại ngươi biết à? Cha và nhạc phụ có gì khác nhau chứ? Không biết. Lưu Vân Cẩm nhẫn nhịn, bị đánh vào tình cảm. Giao Giao, những năm qua con sống ở ngoài thế nào? Cha luôn cử người đi tìm con, nhưng mỗi lần đều không tìm được tung tích của con. Những năm qua của con, mấy năm nay con sống tốt không? Những năm qua tôi sống rất tốt, nhất là chồng và mẹ chồng tôi, họ đối xử với tôi cực kỳ tốt. Đừng có mơ chia rẽ chúng tôi nữa. Tôi yêu chồng tôi, anh ấy là người tuyệt vời nhất. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe cơ giáp và cày view, hộp donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.